sóng gió lại nổi lên trên bán đảo Triều Tiên khi mà Hàn Quốc ngày hôm qua đã công bố sách trắng quốc phòng gọi Triều Tiên là kẻ thù. Trong khi đó thì Triều Tiên dọa phản ứng chưa từng có trước các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Trong sách trắng quốc phòng đầu tiên được ban hành dưới thời chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol, Hàn Quốc đã gọi Triều Tiên và quân đội của nước này là kẻ thù lần đầu tiên sau 6 năm. Theo sách trắng, Triều Tiên tiếp tục đưa ra các mối đe dọa quân sự mà không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Do đó, chế độ Triều Tiên và quân đội Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc. Trong khi đó, tuyên bố do hãng thông tấn KCNA đăng tải cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc gây căng thẳng khu vực khi liên tục tổ chức các cuộc tập trận chung. Triều Tiên tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ chưa từng có nếu tiến hành các cuộc diễn tập quân sự theo kế hoạch. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết sẽ xem xét hành động quân sự bổ sung nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng dưới ảnh hưởng của Mỹ. Triều Tiên đã tạm dừng các hoạt động thử nghiệm vũ khí kể từ khi nước này phóng tên lửa tầm ngắn vào ngày 1 tháng 1. Mặc dù nước này đã phóng hơn 70 tên lửa vào năm 2022, con số kỷ lục trong một năm, cảnh báo trên cho thấy hoạt động thử nghiệm của Triều Tiên có thể sớm tiếp tục.